À, anh ơi mấy cái động cơ này là xài dầu hay xài xăng anh? Thì động cơ xài dầu. Nó xài dầu hả? Giật dây. Nó mấy ngựa anh? Này 6 ngựa. 6 ngựa hả? À nó có đề nè. Đúng rồi, có đề luôn. À cái này nổ ok không anh? Cái này là chỉ giật là nổ thôi chứ đâu. À giật đâu là nổ ha. Ủa cái dàn số nó bỏ cái mình về lấy cái máy mình bán riêng hả? Cái này là hàng rồi, dàn số người ta mua rồi. À dàn số người ta mua rồi. Là cái này xài dầu đây. Xài dầu. À là bán riêng ra. Máy có đề luôn. À máy có đề luôn. Bình 12V. À. Nói chung chưa dọn. À vậy hả? Mới về chưa có dọn. Ủa cái này mình bán khoảng bao nhiêu tiền cái anh này? Ờ giá bình quân từ 5 triệu rưỡi đến 6 triệu. À 5 triệu rưỡi đến 6 triệu một cái hả? Thì theo đẹp xấu. Là bao xài? Bao xài máy bao mấy chưa bung. À bao xài chưa bung chưa đụng luôn. Máy nghĩa địa chưa bung. Là còn nguyên chỉnh luôn. Nguyên. Dạ. Đá này xài dầu hết, ba con này xài dầu. Đúng rồi. À. Còn mấy cái máy lớn này sao anh? Máy lớn này là tên như nó là hệ của Giang Ma, máy SS 10. À, ý là bây giờ vậy nè anh, hiện tại giờ em bây giờ em quay từng cái thì nó mất công quá. Đúng rồi. Ha, à, bây giờ em hỏi anh là bây giờ trong cái dàn này là mình có cái động cơ từ mấy ngựa mấy ngựa? Thì đa số từ 4 là nhỏ nhất, 4 ngựa. Dạ. 4 ngựa rồi mấy ngựa? Hả? 3 ngựa có mà. 3 ngựa, 4 ngựa. 3 ngựa thì lâu lâu có. Không, nó khoảng mấy, ví dụ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hả? Hay sao? Trung bình là 4 ngựa đâu lên là nhiều nhất. À. 3 ngựa thì lâu lâu mới có một con thôi. Dạ, yeah. Cái Kubota cái 3 ngựa đẹp quá kìa. Lâu lâu mới có. À. Như con 3 ngựa này khoảng bao nhiêu tiền con anh? Đẹp quá, em thấy đẹp quá hả? 3 ngựa đó. 4 triệu rưỡi. À, 4 triệu rưỡi là con này đây. Quá đẹp luôn nè. À. Quá đẹp luôn mà có 4 triệu rưỡi bạc à. Ô trời đẹp dữ ta. À máy sử dụng xịt thuốc. À để tí hồi em xách ra cho nó quay nổ thử con này thử coi. À 4 triệu mà đẹp quá. Còn như con này mấy triệu anh? À, con này là mấy ngựa? À như vậy là coi như là mình là có đủ hết ha anh. Nói chung là đủ loại máy, đủ hệ, đủ ngựa luôn. À. Là dòng Kubota, thằng kia là Mitsu. À, Mitsubishi. Này là SS. À, Giang SS Ma. Là gì? Giang Ma hả? Giang Ma. Trong cái số này là mấy cái loại nào nhiều nhất? Giang Ma nhiều nhất Giang đúng Ma không? Giang Ma rồi tới cái gì? SS10, SS9. Kubota. Kubota thì nó một số ít thôi. À, cái này đời cổ nè. Kubota đời trước. Dạ. Bên anh là NS. NS, NFD. Là Giang Ma. Cái này xài 13. Cái này xài đời mới nè, phải không? Đời mới bạc đạn nè. Mà không có đầu đèn. Dạ. À, không có đầu đèn, đẹp ha. À. Thank you.